Ở video lần trước bạn đã nắm được khái niệm tiền khai báo và định nghĩa hàm rồi. Thì trong video hôm nay mình sẽ giúp cho bạn nắm thêm một khái niệm, đó là tổng quan về luồng xử lý của chương trình Zoom Siêu Cộng. Thì để có thể nắm được nội dung bài này tốt nhất, bạn nên có kiến thức cơ bản về cấu trúc của một chương trình Siêu Cộng luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về tổng quan cấu trúc điều khiển trong Siêu Cộng. Thì như các bạn đã biết được, khi một chương trình Siêu Cộng được chạy thì CPU sẽ bắt đầu thực thi các câu lệnh ở vị trí đầu hàm main. Đây. Không cần biết chương trình của bạn có bao nhiêu hàm, bao nhiêu dòng lệnh, nhưng hàm main sẽ là hàm được gọi đầu tiên trong chương trình. Và chương trình sẽ kết thúc ở vị trí cuối hàm main. Có nghĩa là khi gặp câu lệnh return 0 của hàm main thì nó sẽ kết thúc chương trình. Thì cái nguyên lý hoạt động của chương trình đó sẽ thực thi từ trên dưới các câu lệnh. Nhưng trong thực tế có rất nhiều trường hợp, nếu như bạn không can thiệp vào luồng xử lý thì các bạn không thể nào giải quyết được vấn đề của bài toán. Ví dụ như một chương trình thực thi một công việc nào đó dựa trên dữ liệu người dùng nhập vào. Đối với chương trình này, nếu như bạn không can thiệp vào luồng xử lý của chương trình thì sẽ không thể nào giải quyết được vấn đề đó. Rồi thì trong bài học này mình sẽ giới thiệu cho bạn một cách tổng quan về các cấu trúc điều khiển trong Siêu Cộng luôn. Đầu tiên, một cấu trúc cơ bản nhất đó là cấu trúc dừng. Cái cấu trúc này sẽ giúp cho bạn dừng chương trình ngay lập tức ha. Và các bạn sẽ sử dụng cái hàm exit. Cái hàm exit này là một câu lệnh dừng. Nó sẽ giúp cho chương trình của bạn dừng ngay lập tức khi các bạn gọi cái hàm này. Ví dụ như bên dưới mình có CL ra. Mình xuất ra dòng chữ hellohotkin.com. Bây giờ mình chạy chương trình lên. Mình không thấy dòng chữ hellohotkin.com bởi vì mình sử dụng câu lệnh dừng trước khi mình xuất cái dòng chữ này ra. Thì đây chính là cái cấu trúc cơ bản nhất trong chương trình Siêu Cộng, đó là câu lệnh dừng. Và cái giá trị không này là gì? Cái giá trị không này chính là cái giá trị trả về của hàm main. Thay vì mình return 0 thì mình đặt cái đối số là số 0 vào trong hàm exit này thì nó sẽ giống như câu lệnh return 0. Cấu trúc tiếp theo mình giới thiệu cho bạn đó là cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện. Thì trong Siêu Cộng, cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện nó sẽ giúp cho chương trình của bạn thay đổi hướng thực thi dựa trên giá trị của biểu thức điều kiện. Cấu trúc của nó sẽ là if else. Đây là cấu trúc tiếp theo, đó là cấu trúc rẽ nhánh if else. Về cơ bản nó sẽ như thế này ha, nếu như biểu thức này là đúng thì nó sẽ thực thi dòng lệnh này. Ngược lại, biểu thức bên này là sai thì nó sẽ thực thi dòng lệnh này. Thì đối với cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện này, các bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh switch case như thế này. Thì cái cấu trúc rẽ nhánh này sẽ giúp cho bạn xử lý từng công việc dựa trên từng cái điều kiện cụ thể nào đó ha. Ok, thì đó là cấu trúc rẽ nhánh. Tiếp theo, đó là cấu trúc lặp. Thì cấu trúc vòng lặp nó sẽ giúp cho chương trình thực hiện lặp đi lặp lại một cái khối lệnh nào đó đến khi không còn thỏa mãn điều kiện lặp nữa. Thì trong Siêu Cộng nó sẽ cung cấp cho bạn 4 loại vòng lặp. Vòng lặp thứ nhất đó là vòng lặp while. Đây. Vòng lặp thứ hai đó là do while. Vòng lặp thứ ba đó là vòng lặp for. Và vòng lặp thứ tư đó là vòng lặp for us. Ví dụ như bạn muốn xuất giá trị các số chẵn từ 1 đến 100 thì các bạn không thể nào ngồi xuất ra từng số được. Thì lúc đó các bạn sẽ sử dụng cấu trúc vòng lặp. Nó sẽ thực hiện các thao tác liên quan đến lặp đi lặp lại nhiều lần. Ok, thì đó là cấu trúc vòng lặp. Tiếp theo đó là cấu trúc xử lý ngoại lệ. Thì cái xử lý ngoại lệ ở đây là một cơ chế xử lý lỗi xảy ra bên trong hàm. Nếu như một lỗi xảy ra bên trong hàm thì hàm đó sẽ ném ra một ngoại lệ, hay gọi là exception. Thì lúc này chương trình của bạn sẽ nhảy đến một cái khối lệnh chuyên dùng để xử lý những cái ngoại lệ đó. Đối với cơ chế xử lý ngoại lệ thì Siêu Cộng sẽ cung cấp cho bạn 3 từ khóa, đó là try, get và throw. Thì các bạn có thể sử dụng 3 từ khóa này để quản lý những cái lỗi trong chương trình của mình. Rồi, thì trong bài học này mình chỉ giới thiệu cho bạn tổng quan về những cấu trúc điều khiển trong Siêu Cộng thôi. Đầu tiên là cấu trúc dừng, tiếp theo là cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện if else hoặc switch case. Tiếp theo là cấu trúc lặp, đó là while, do while, for và for us. Cuối cùng là cấu trúc xử lý ngoại lệ. Thì những cấu trúc này mình sẽ giới thiệu cho bạn trong những video tiếp theo trong series hướng dẫn Siêu Cộng này. Ok, thì qua bài này các bạn đã nắm được tổng quan về luồng xử lý và cấu trúc trong một chương trình Siêu Cộng rồi. Ở bài học tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho bạn về cấu trúc rẽ nhánh trong Siêu Cộng ha. Một cấu trúc khá là cơ bản đó là câu điều kiện if và toán tử điều kiện Siêu Cộng. Ở bài học tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho bạn về cấu trúc rẽ nhánh trong Siêu Cộng. Một cấu trúc khá là cơ bản đó là câu điều kiện if và toán tử điều kiện trong Siêu Cộng ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi viết. Hãy để lại bình luận hoặc cố gắng của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách và không ngại khó. Tạm biệt các bạn.